Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em An ở huyện Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em có về một số cái mai tàn ha, không hoành to, tàn tròn, miếng trực tàn không. Giá thì hữu nghị ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho em An. Rồi, chào em. Dạ, em xin chào anh Tâm và em xin chào cô chú anh chị đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước nha. Hôm nay em xin giao lưu tới cô chú anh chị một số cây mai tàn mai dạo Thủ Đức ạ. Hiện tại shop của em ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, chợ Gạo, Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0963535415 và đó cũng là số Zalo của em. Rất mong cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ shop em ạ. Em không đợi cả nhà mình đợi lâu nên em vô cây số 1 nha. Rồi, số 1 tàn tròn đều. Cái này chiều cao em lấy 1m7 nha anh ơi. Tàn ngang cây này là 1m25. Rồi. Rồi quạnh hơn 22 luôn. Đây là cái gì? Cây dáng trực tàn đều luôn mấy anh ơi. Rồi, mã số 1 này em giao lưu với cả nhà mình 1.100.000 luôn. Rồi, 1.100.000 ha. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, em xuống số 1. Lấy chiều cao 1m8 hả? Rồi, số 2. Xuyên quá không anh? Tàn tròn luôn. Rồi, ngang cây này em lấy 1m3 luôn nha. Bình thân 26. Rồi, cái đây, cái này để bàn đều ha. Để lực luôn, chia cành lực luôn. Mã số 2 này em giao luôn 1.500.000 luôn anh. Rồi, 1.500.000. Dán trực đế lực luôn. 1.500.000 cho cây số 2 luôn nha cả nhà ơi. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây, lên cây. Rồi, em theo. Xuống số 2 luôn. Rồi, cây số 3. Tàn thông ha, tròn đều. Chiều cao này lấy 1m7 nha. Ngang 1m25. Quanh thân 25 luôn. Rồi 1.400.000 cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, cả nhà 1.400.000 ơi. Ha. 1.400.000 cho cái số 3 luôn nha cả nhà. Chỉ cần lực đế lực luôn. Cây rất là khỏe luôn nha mấy anh chị mình ơi. Cây ra tược khỏe mạnh rồi nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. Ta nghe 1m1. Bình thân 25 luôn. Dáng trực tàn đều rang đế đẹp luôn. Bình thân 25 luôn cả nhà ơi. 1.400.000 cho mình luôn nha. Cái này ra tựa khỏe rồi nha cả nhà. Rồi xuống cây. Rồi em xuống cây. Rồi em lên mã số 5 luôn. Rồi, số 5 nha. Ơi. Cái này chiều cao em lấy 1m7 nha. Là ngang 1m2. Rồi. Chỉ cần quá lực luôn. Rồi hoàn thân 23 luôn cả nha. Đế lực luôn nè, đế cũ nở đế lực luôn. Quần thân 23, cây này em giao luôn 1.400.000 cho cả nhà mình luôn. 1.400.000 ha. Dạ, đế lực luôn. Mấy em cây đẹp. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, số 6 ha. Cao 1m77 luôn đi. Rồi. Tàn ngang 1m2. Quần thân cái này 23. Đây đây, đế bàn đều luôn. Đế đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đế đẹp tàn lực luôn. 1.200.000 cho cô chú mình luôn nha. Rồi, 1.200.000. 1.200.000 cho cái số cái này mã số 6. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Cây số 7 à. Rồi, số 7. Chiều cao cây này em lấy 1m6 à. Tàn ngang 1m. Quành 21. Đây là cái gì? Đế lực luôn nha cả nhà.
1 triệu cho cả nhà mình luôn nha, cây số Rồi, 1 triệu 7 ha. nha. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi số 8 luôn nha cả nhà ơi. Chiều cao 1m8. Rồi ngang 1m25. Rồi. Thôi cái này 25 nha cả nhà. Rồi, hoành to ha. Rồi. Sang tròn đều luôn. Cái này bể xù nha cả nhà ơi. Rồi. Xù chảy nha. Xù nha cô chú. À. Cái này bể xù đế nở đế lực luôn, tàn đều tàn lực luôn, cây khỏe mạnh luôn nha. Cái này em giao luôn 1 triệu 7 với cô chú anh Rồi, chị mình 1 luôn triệu nha. 7 ha. 1 triệu 7 cho Đẹp cây đẹp. số 8 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây số 9. Tàn thông luôn. Cái này chiều cao 1m6. Và ngang 1m1. Cái này bể xù nhiều nha xù cô chú chảy anh luôn chị. Ha. Xù rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Cái này hoành thân 22. Rồi. Bể xù rất là nhiều luôn nha cả nhà, xù cục cục lên giữa thân luôn nha. Số 9 em giao luôn 1 triệu 7 cho cô chú anh chị mình luôn nha. Xù rất là nhiều luôn nha cả nhà, đế lực luôn nha. Rồi, xuống cây, đặt cây tiếp theo. Số 10 luôn ạ. Rồi, cây số 10. Cao 1m55. Và ngang 1m15. Cái này bể xù luôn nha cô chú. À. Cái này hoành thân 22 nha. Rồi. Bể xù đế lực cho mình luôn. Lên xù chảy luôn. Rồi cái này 1 triệu rưỡi cho cô chú mình luôn nha. Rồi 1 triệu rưỡi có ngay cây đẹp mã luôn. Số 10 luôn nha cả nhà. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi xuống cây. Rồi em xuống luôn. Chiều cao 1m4. Ngang 1m15. Rồi. Cái này để bàn ha. Cái này hoành thân 22. Rồi, 22 hoành. Để bàn đều luôn. Để đẹp, tàn đẹp luôn cô chú. 1 triệu mốt cho mình luôn. Rồi, số mấy em? Dạ, mã 10, 11. Mã 11, 1 triệu mốt 11 luôn. Ha. Rồi, xuống cây. Cây tiếp theo. Cái này chiều cam đấy 1m7 nha cô chú. Là ngang 1m2. Rồi. Bình thân cây này 22. À, đây đây, còng to lực. Đế lực luôn nha cô chú ơi. Rồi 1 triệu 2 cho cô chú mình rồi, luôn nha. Rồi 1 triệu 2. Rồi số 12 ha, 1 triệu 2. Rồi lên cây tiếp theo. 13 luôn. Rồi số 13. Chiều cao 1m6. Là ngang 1m1. Cây này đang có hiện tượng bể xù luôn nha cả nhà. À. Còn cây này gần 24 lấy 23 luôn. Rồi. Cây này có hiện tượng bể xù lên giữa thân luôn nha cô chú ơi. Sụp 1 triệu luôn. 300 ngàn cho mã 13 luôn nha. Rồi xuống cây. Lên rồi em cây xuống 13 luôn. Mã 14 chiều rồi, cao 14. 1m6. Đang tròn. Cái này ta ngang 1m3. Này hoành to ha. Hoành thân 25 luôn nha cô chú ơi. Rồi. À, đế lực ha. Cây ra tượng rất là khỏe luôn nha cô chú anh chị. Mã 14 này 1 triệu 3 cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi 1 triệu 3. Rồi xuống cây. Lên cây rồi, em xuống 14 luôn. Em lên cây 15 luôn. Rồi, số 15. Chiều cao 1m6 luôn nha cả nhà. Là ngang 1m15. Hình thân cái này 23. Rồi. À, đây đây. Đế lực luôn nha cô chú ơi.
Để lực tàn lực luôn. Mã 15 1 triệu 2 cho cô chú mình luôn nha. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. 16 luôn. Rồi số 16. Này chiều cao 1m7. Cây này khỏe mạnh nha cả nhà ơi. Tuột rất là khỏe cây luôn. Ngang 1m05. Bản thân em đo trên đây là 21 luôn nha cô chú. Rồi, để bàn điều ha. Đế đẹp, cây ra cực khỏe mạnh luôn, đưa giúp con. Rồi cây này 1 triệu mốt cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, 1 triệu mốt. Cây mã số 16 luôn. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. 7 chiều cao em lấy 1m8 nha cả nhà. Cây rất là khỏe luôn, cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Là ngang 1m2, cây ra tược rất là khỏe mạnh luôn. Rồi bình thân cây này 23 luôn nha cả nhà. Rồi. Mã 17 này em giao luôn 1 triệu 2 cho cả nhà mình luôn nha. Rồi 1 triệu 2, có ngang cây đẹp. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. 18 luôn. Rồi xuống 18. Chiều cao cây này 1m5 luôn. Là ngang 1m15. Bình thân đẹp đế lực luôn cả nhà ơi. Bình thân 24 luôn. Rồi, đế đây. Lực luôn nha cả nhà. À. Cái này đế lực luôn, cây mã số 18 này. 1 triệu 3 cho cô chú luôn. Rồi, 1 triệu 3. Quạnh khá to luôn. Đế đẹp luôn cô chú ơi. Ủa sợ cô cùng tự nhiên ghi điều ba. Rồi, rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã 19 chiều cao 1m7. Rồi tà ngang cây này 1m1. Lô này chia tàn rất là lực luôn nha cô chú ơi. Xem vừa ý chú ủng hộ shop em đi cô chú ơi. Hoành thân 22 luôn. Rồi, đây đây. Dán trực chia cạnh lực luôn cả nhà ơi. Rồi cái này 1 triệu mốt cho cả nhà mình luôn. Rồi, 1 triệu mốt. 9. Rồi, xuống cây, lên cây xuống tiếp theo. Luôn nha cô chú ơi. 20. Chiều cao cái này em lấy 1m6, cây ra tuột rất là khỏe luôn nha cả nhà. Tại ngang 1m2 luôn. Hoành thân 22 luôn. Rồi. Cây dáng trực tàn đều đế cũ nở luôn nha, đế lực luôn nè cả nhà. 1 triệu mốt cho cả nhà mình cây 20 luôn. Rồi 1 triệu mốt ha. Đế lực cây rất là lực cây, cây rất là khỏe cây luôn nha cả nhà. Bao sóng bao xếp tới nhà mình luôn. Rồi xuống cây. Lên cây. Ủa, quên 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 đó. Rồi em xuống cây 20 luôn. 21 luôn nha cả nhà. Chiều cao này em lấy 1m6 cho cô chú mình luôn. Là ngang 1m2. Cái này nó đang muốn có hiện tượng bể sùng lên cô chú. Nhẹ ha. Nó bể da hết trơn à. Bình thân cái này 22 luôn. Rồi. Đế lực luôn nha cả nhà. Cái này 1 triệu cho cô chú mình luôn nha. Rồi 1 triệu. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, em lên cây 22, cây cuối clip luôn cô chú ơi. Clip này. Cái này chiều cao em lấy 1m7 nha. Là ngang là 1m05. Rồi, để bàn luôn. Bàn thân cái này 21 luôn. À. Đế bàn, đế cũ nở, đế lực luôn nè. Rồi 22 cây cuối clip này em giao luôn 1 triệu luôn cô chú ơi. Rồi 1 triệu ha. Nhanh không cây đẹp. Rồi cô nhắn gửi dùng em. Rồi cuối clip em mong cả nhà mình, cô chú anh chị đam mê mai vàng trên toàn quốc xem like, xem hết cái clip này và xem gửi chốt ủng hộ shop em để shop em sẽ tìm thêm nguồn mai giá mềm để phục vụ cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho em An. Cùng với mình cũng tạm dừng này nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.